Đây là bài 3 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp của hội quán Tam Thế. Hãy nghe phần hội thoại và giải thích từ mới trước khi học phần này. Hãy nhắc lại, anh trai. Cước à? Em trai. Tì tì. Đinh lực 3. Tiên lỷ bua. Lina. Lina. Lục Vũ Bình. Lù Yủy Piếng. Bây giờ là từ kia, đó. Nà. Nà. Từ là. Sì. Sì. Kia là. Nà sì. Nà sì. Ai. Sấy. Sấy. Hoặc là sấy. Sấy. Từ này có hai cách đọc, sấy hoặc sấy đều được. Hãy nhắc lại, ai. Sấy. Sấy. Là ai? Sì sấy. Sì sấy. Kia là ai? Nà sì sấy. Nà sì sấy. Hãy thử nói lực 3 kia là ai? Lì bùa, nà sì sấy. Lì bùa, nà sì sấy. Anh trai kia là ai? Cơ gờ, nà sì sấy. Cơ gờ, nà sì sấy. Hãy thử nói, kia là anh trai tôi. Nguyên văn là kia là tôi anh trai. Nà sì wǒ gè gè. Nà sì wǒ gè gè. Kia là em trai tôi. Nà sì wǒ dì dì. Nà sì wǒ dì dì. Kia là bố mẹ tôi. Nà sì wǒ bà bà mà mà. Nà sì wǒ bà bà mà mà. Kia là bạn gái tôi. Nà sì wǒ nǐ pěng yǒu. Nà sì wǒ nǐ pěng yǒu. Hãy hỏi, kia là bạn trai cậu phải không? Nà sì nǐ nán pěng yǒu ma? Nà sì nǐ nán pěng yǒu ma? Cách hỏi chính phản của từ sì là sì bú sì, có phải hay không? Hãy thử hỏi, kia có phải là bạn của bạn hay không? Nà sì bú sì nǐ pěng yǒu? Nà sì bú sì nǐ pěng yǒu? Kia có phải bố mẹ bạn hay không? Dùng chính phản. Nà sì bú sì nǐ bà bà mà mà? Nà sì bú sì nǐ bà bà mà mà? Hãy nhắc lại, lực 3 kia là ai? Lǐ bùa, nà sì sấy? Lǐ bùa, nà sì sấy? Kia là bạn của em. Nà sì wǒ pěng yǒu. Nà sì wǒ pěng yǒu. Là bạn gái của em phải không?
是你女朋友吗？是你女朋友吗？ Hay nói không phải, ở đây là không là. 不是，不是。Hãy nhớ cách nói từ bù khi đi về thanh 4. Không phải. 不是。不是。Kia không phải bạn gái của em. 那不是我女朋友。那不是我女朋友。